Bắt đầu video mình xin gửi lời chào, lời chúc sức khỏe đến quý cô chú anh chị và các bạn nha. Ông voi bẻ mía chạy ngay vô rừng bất ca một sợ mây đem về thắp trống cho mày đi buôn. Mà lúc này làm xấu quá đi á, xấu quá đi, ẩm ra cái lý hở nó hả cái miệng nó ra vậy đó, lúc này làm đủ trò hết vậy đó, thấy không, đủ trò hết rồi. Nói gì? Một con vịt xè hai cái cánh, nó kêu gằn cáp 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 nè, cáp không cáp cái cánh à, con bơ tư à, bơ tư nấu gì vậy, bơ tư thì vịt, vịt xiêm thì ăn với cơm nếp đậu xanh ngon dữ không kìa nè ơi. Vịt xèo phải ướp dầu hào nó mới ngon, rồi thêm dầu điều nữa nó mới đỏ. Nước dừa sắc từ từ nó cũng cái màu nó cũng đẹp. Hết rồi hả chị? Hết rồi. Miếng nước mắm. Mắm cái này. Dạ mắm. Cà na ăn cái gì? Dụng lên cho nó thấm. Na ăn cà na chứ ăn gì? Na ăn trái cây. Trái cây chơi kìa. Rồi có mua khác chưa? Mua rồi, mua hai bịch luôn. Mua thứ cũ nè hả? Dạ. Thank you.
Cái nồi đậu xanh này bỏ vô miếng muối. Rồi đi chơi á. Cái này nấu cơm nếp cho nên là nếp mình chỉ cần đãi cho sạch thôi, không cần phải ngâm. Ai muốn ăn mềm thì nấu lâu một chút, ai muốn ăn không mềm lắm thì bỏ sớm một chút. Nấu cơm nếp mình nó rất là nhanh, còn mình nấu cái kiểu hấp sôi là rất là lâu. Nước nữa nó mới vừa lên tim hơi sôi nhẹ cái là đi chắc nước xong rồi rút lửa ra để lửa than thôi, từ từ nó sẽ chín. Cái này mà không dám được thôi à. Cái bụng mới hởm bẻ đó. Ấu dưới nó cũng nhẹ dưới thôi.
Ừ. Khoan vậy, khoan vậy đây. Đi đâu con đi bắt chuột cho mèo có ăn. Quá hấp dẫn, quá hấp dẫn cho đội bạn. Này nếu mình không ăn vịt thì mình ăn gà, gà khìa cũng ngon. Mẹo phải ăn dừa, cái dừa mới ghê chứ. Ăn đi. Quá hấp dẫn. Buổi trưa mình ăn xôi mặn, buổi xế mình ăn xôi ngọt, buổi cuốn bánh tráng giấy. Mời quý cô chú anh chị thưởng thức món xôi cùng gia đình. Thôi về nè. Không, tôi dẫn về. Chạy nè. Ăn cơm hả? Ăn cơm gì? Ăn cho ăn đâu mà ăn. Lấy chén cho con nha, nên chén nhờ mà hơi này mình lấy miếng nước tương chắc với ha. Mình ăn nước tương sạch. Lấy cái nhỏ nè. Lấy cái nhỏ. Đó, đũa không chín ra. Cũng biết lấy đũa, lấy muỗng rồi rửa ha. Chín muỗng nát đất rồi. Cơm bé gà. Tương vô cho nó. Rồi, nó biết ăn thấy thích không? Dính. Không biết ăn hết trơn như đâu ạ. Hả? Nguyên cơm không sao? Không ăn hả? Ừ, ăn nghĩ ngon. Giống bà nội nó là ăn tương. Chạy cho miếng tương vô cho nó mặn mặn. Đây, cái gì kìa? Cái gì kìa? Đậu. Con đỏ. Cái con câu á mẹ. Ừ, cái đỏ không? Cơm. Ăn không mình chơi. Chơi gì? Thích à? Nó ngủ không có mê rồi. Giữ thích ginh với nó được, không dám bỏ đi. Cái này có thịt dài không ha? Thịt dịch không? Dịch không chứ. Thăm rồi đó hả? Nè. Nè hả? Đâu có ăn. Ăn rồi. Nè thịt ngon. Nha. À, bà chín đúc cho. Con thử hả? Sao? Dặn rồi đó. Làm sao con dặn? Con dặn ai? Con dặn ai? Cà na quýnh nó rồi cà na. Quýnh nó rồi cà na. Dặn rồi, mà nữa. Tụt xuống dặn rồi. Dặn rồi. Dặn rồi đó.
giận không qua đó. Người cà na có giận ai không? Cà na đòi rúng rồi. Cười thôi. Giờ mình này giờ mình kia. Vàng á. Ai đi kiếm à? Ba Trang vô không? Ngon lắm, không chảo à. Trang vô thôi ăn. Trang vô mà cơm giấy á. Cái nước đó em bỏ tủ lạnh cái là cái lớp trên đóng thành mỡ, cái hết cái lớp mỡ nó dục. Còn lớp dưới. Đem ra hâm lại ăn hả? Vịt thì ăn với cơm miếng đậu xanh này ngon ha. Đậu xanh nó bùi bùi. Miếng hơi dẻo. Trắng không nào? Xương không đường nhỏ. Đẹp. Đẹp không? Hồi chưa lấy bánh chén gói với dừa gán đường gì đó có đường nhuyễn không đó nhuyễn có chữ vậy đó cái gì đó nước sẽ đã rồi nó chết mặn quá không nước còn mặn nước dạng nó nói hoài lắm. Nó nói gì không nó muốn ra lời nữa. Cái này thử chữa trong cái lòng bàn á. Sao à? Vịt bên này thì vậy mềm vừa ăn à, thấm nữa, ngon. Ăn miếng đi. Hồi đó nấu xôi gì nè, sẽ ăn với bà khía bị cấy á. Với mắm chưng. Mắm chưng như hột dựng á. Ơi có. Ơi có khách. Trời ơi con quẹt á, tôi ghẻ mấy củ khoai lang. Từng nước thắng lại nha. Ghẻ mấy ngày nay rồi mới thấy à. Đi bảy bọn cho bà Nang. Thứ gì bà ơi? Con đâu? Bự luôn á. Để không thấy giờ ăn không thấy. Để dính bóc lên là thấy con sâu. Con sợ con vịt ngay trước. Ba ra ở nhà chồng ít cái xịt thuốc cho nên mình sâu cũng nhiều. Anh Tư là ổng không có xịt miếng thuốc nào luôn. Giờ còn ít lưa thưa sâu nó ăn hết trơn. Ăn nát hết trơn. Nó ăn đêm một mà. Rau này sâu nó khoái ăn hơn là cải xà lách. Xà lách nó mềm hơn mà nó không thích mà cái này nó ăn khoái. Thank you.
Mình có hàng ở đầu đường đấy. Mẹ ăn giờ không mẹ? Một chút. Ăn sâu chứ sao nó lâu rồi đó. Ăn sâu lâu đó. Đây một con xin mời. Vừa dám vừa thiếu được phẩm. Phẩm không biết gì. Hồi đó đi học ăn một dách thôi à. Uống trắng rồi. Khoai này ngọt, khoai này nó ăn không có ngon. Cho con Minh nha. Nó toàn Sáu ăn thịt thì hay ăn? Dắt, dắt miếng xôi ngọt. Nè tự dắt con đi. Mỹ ăn không? Không? Dắt bán cái cho nè. Ăn ngọt quá. Ăn xôi ngọt đúng không? Hay là xôi thịt? Xôi ngọt. Ăn miếng đi. Em ăn ngọt mà. Ủa cái này là lấy cái nĩa hả? Hai cái luôn nè. Thôi một ít ngọt thôi. Ừ đúng rồi đó, Mỹ ăn miếng nó ngon lắm đó. Mỹ ăn đi con. Ăn đi chứ con chó nó không được. Tính tiền thì ăn là ghiền luôn á. Rồi đi xuống mèo. Ủa cái đó là vịt khìa đó hả? Vịt khìa. Dạ tao tưởng này. Thì nước dừa. Tao tưởng nướng. Ủa vịt khìa nó dừa đó. Ngon nè. Ngon, làm vừa ăn. Coi cà rá nó nhìn kìa, nó nhìn nó hả? Cái đùi đi. Cho cái đùi đi. Cái này mà chừng một tuổi rồi là bắt đầu cầm cái đùi là cạp được rồi. Ủa, cái chân rất nhiều. Ăn chút đó thôi thôi. Gì có chút vậy? Không ăn nhiều. Tèn bét, gian cái gì? Dừa đi với đó đó. Chị tốn cái bánh tráng gì? Có gì vậy? Chị biết cái bánh tráng. Nhiều rồi, nhiều rồi. Rồi sao, vừa nhiều không? Thôi, được rồi, nhiều đó được rồi. Ăn đi cho nó mập. Mập mạp gì mập dễ thương hồi đó gì vậy hồi đó á, tao với chị ba đi ủa tại chú mái có cái cục gì tròn tròn ngộ vậy trường kỳ đây cái này nấu hơi nhão rồi với bắp nó nhẹ mềm nếp này nếp thái mềm đã hàm chắc chiều á mèo 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 mày chừng mày ngồi lên con mèo đó thảo nó cái ghế đó mày nó nhạt coi ngọt nhiều hơn hợp ít nó cho con đốm nè hãy xuống cho nó. Ơi đừng có đấy, để giục xuống con đưa nó tát cái tay con. Tát cái tay nó tưởng cục xương nó gầu vậy. Nè miếng này nè miếng ngon lắm nè đùi á. Nó đó con. Hay là cái ăn cái nách. Cái cắn. Rồi gọi cho bố không nghe. Đang hàm xương. Hôm nay hả? Hả? Không ăn. Ô thục ô. Nè Năm. Nhảy nó đạp. Nhảy nó đạp. Ơ đi nhảy. Cái cục của chị Năm đây nè, dắt đưa chị Năm rồi cục này. Đó em của mẹ, em nhỏ xíu à. Vậy là cục nó nhiều một ngày nó mà. Ăn đi Vinh. Cơm nếp nè, mềm rồi dẻo nè. Nè Vinh ăn cục đó đi. Vịt thì ăn với cơm nếp rau xanh nó không có ngán. Nó không có ngán bằng ăn sâu gắt đồ. Bữa hổm ăn miếng vịt. Bữa hổm em làm lại miếng xôi. Thịt xá xíu ăn không ngon mặn nè. Dạ. Cà nha ơi, cà nha. Người ta cái này người ta có đậu phộng nó bị thiếu đậu phộng nha. Ôi, chủ yếu là ăn với vịt mà. Còn cái này là đề mi thêm. Đứng lên lại nữa đứng. Ôi, nó thấy mồi thiệt rồi. Tao đã nói rồi. Ngồi lên con mèo thiệt. Nói coi chuyện con mèo. Nó cài bự quá rồi nè. Ôi, ngon mày. Ừ, ngon, ăn con. Trời ơi, Giang Nguyên nó thua con Mỹ rồi. Nó không ăn xôi, nó ăn cái bánh tráng không. Trời ơi, sáng có khi người ta ăn dắt sau 3.000 ta đi học. Chắc sau 3.000 thì trở về lớn nó vậy đó. Nguyên nó không ăn xôi. Đâu con ăn không con? Con ăn không con? Cho con ăn không con? Cho nó nhìn. Ai cũng ăn, cho con ăn. Hai ăn mà không sai à. Cái dừa mà con mèo cũng ăn nữa. Con mèo này dễ ăn trời. Ơi con mèo này dễ ăn lắm. Ở xóm anh Vinh nhạo miếng dừa bự này nè. Nó mày thấy ăn miếng dừa chỗ này dừa đường nhiều quá ta ăn nổi. Nó bỏ đường nhiều quá. Ăn nè, chưa? Vậy là cô chị nè, ít nè. Thôi để ăn ngon lắm. Nó khoái vị, nó nhịn mị, nó cười. Mấy đứa nhỏ mà cỡ rồi, nhỏ nhỏ nó khoái lắm. Cái miệng chúm chúm nhỏ chiếu rồi. Ủa nó nhìn thảo rồi. Khoái rồi.
đạp đạp hả, chân đạp đẩy ẩm là mơ đạp nhảy ra ngoài luôn. Vợ chân nên bắt mấy dâu chơi dạ hả, có dâu có đội chơi hay không? Đi luôn đi luôn khó chịu quá. Ngày của mấy giấc sáng 6 giờ thức, 8 giờ ngủ giấc chút, rồi về 10 giờ ngủ chút, rồi nếu mà một ngày ngủ 2 giấc á, mà 3 giấc mà ít á, ngắn á, thì tối 6 giờ 6 rưỡi ngủ, còn mà ngủ nhiều á, thì 7 giờ ngủ. Băng. Tối á bữa nào nó ngủ chưa ít, tối nó ngủ sớm. Răng bột ngày mấy sự đại đại mới cho nó ăn, cho nó ăn có thiên cử, có thiên cử không chịu, tại vì cho bú cho cái đời đi á, giảm ít à, không chịu rồi đi vòng vòng từ mới tăng lên. Vòng ấy tiền gà anh ấm gì ông ngộ người ta giảm luôn á, để luôn á vậy đó, khó chịu, nói chuyện cũng được, đang bú là ai mà nói chuyện cũng được nữa, để hình dẫu thôi, giật ra liền, giật ra quá là khó khăn nữa hả, đấy, 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 đấy vậy nè, ngồi đây ngon cho. Cảm ơn quý cô chú anh chị các bạn đã theo dõi video nha. Xin hẹn gặp lại mọi người vào video sau.